Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 47 chuyện rượu mạnh tiền thân Varudi. Bậc thiện không làm hại. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một người phá hư rượu. Tương truyền, bạn của ông cấp cô độc là một người bán rượu. Kẻ ấy dự trữ một số rượu cay mạnh để bán cho quần chúng, và họ trả bằng vàng và bạc. Quần chúng tụ họp đông đảo trong quán rượu. Kẻ ấy bảo người đệ tử học việc: "Này con thân, hãy lấy tiền trước khi giao rượu." Sau khi ra lệnh như vậy, kẻ ấy đi tắm. Người đệ tử bán rượu cho quần chúng, khách uống bảo nó đem cho họ muối và đường cục để vừa ăn vừa uống rượu. Thế vậy, nó liền nghĩ: "Rượu chắc thiếu muối, ta sẽ bỏ muối vào rượu." Nó liền bỏ độ 1 cân muối vào hũ rượu, rồi rót rượu cho họ. Khi họ vừa uống 1 ngụm đầy miệng, họ liền nhổ ra và hỏi: "Anh đã làm gì vậy? Các anh uống rượu đòi tôi đem muối lại, thế vậy tôi bỏ thêm muối vào." "Này kẻ ngu kia, chúng mày đã làm hư rượu ngon như vậy rồi." Khách hàng chỉ trích người ấy, rồi lần lượt đứng dậy và bỏ đi. Người buôn rượu đi về không thấy một người khách nào, liền hỏi những người uống rượu đã đi đâu rồi. Nó tường thuật lại sự việc. Người thầy của nó mắng nó: "Này kẻ ngu kia, mày đã phá hư rượu rồi." Và ông đi báo cáo với ông cấp cô độc. Ông cấp cô độc nghĩ đây là một câu chuyện hay nên nói, liền đi đến Kỳ Viên đảnh lễ bậc đạo sư và thưa lại câu chuyện. Bậc đạo sư nói: "Này gia chủ, không phải nay kẻ học việc ấy mới là người phá hư rượu. Thuở trước nó cũng là người phá hư rượu rồi." Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của ông cấp cô độc, bậc đạo sư kể chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bahadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm người triệu phú ở Ba La Nại. Nương tựa vào Bồ Tát là một người sống với nghề buôn rượu. Sau khi tích trữ một số rượu mạnh, kẻ ấy bảo người đệ tử tên là Kondana bán rượu rồi đi tắm. Trong khi người buôn rượu đi khỏi, người đệ tử đổ muối vào rượu và vì vậy liền đã phá hư rượu. Thầy của nó về biết được nguyên nhân, liền báo cho người triệu phú rõ. Người triệu phú nói: "Người thiện không làm hại, còn người ngu dầu muốn làm điều tốt lại làm điều có hại." Và đọc thêm bài kệ này: "Bậc thiện không làm hại, làm lành đem đến lạc. Người ngu hại điều lành, thật giống Kondana đổ muối vào bình rượu." Bồ Tát thuyết pháp với bài kệ này. Bậc đạo sư nói: "Này gia chủ, không phải nay nó mới là người phá rượu. Thuở trước, nó cũng là người phá hư rượu." Sau khi nói xong, bậc đạo sư kết hợp 2 câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thuở ấy, kẻ làm hư rượu là kẻ làm hư rượu bây giờ, còn vị triệu phú Ba La Nại là ta vậy. Ha ha ha, 问什么的说。